thi vị ở khu vực trung tâm Sài Gòn. Continental. Bên hông nhà hát thành phố. Vietcombank Tower nằm trong top 10 tòa nhà văn phòng cho thuê cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, cao 206m. Tòa nhà là một trong những công trình đẹp mang tính biểu tượng của tổ chức tài chính hàng đầu Việt Nam, cùng với tòa tháp tài chính Bitexco Financial Tower, Sài Gòn Square. Tòa nhà ngân hàng Vietcombank là một trong số những tòa nhà nổi bật nhất về đêm tại khu vực trung tâm thành phố. Park Hyatt. Sheraton, tầng khách sạn Caravelle. Thank you.
Park Hyatt. Cổng bên mặt đường Hai Bà Trưng. Bàn là những cái mâm, thích sự sáng tạo, gọn, nhẹ. Thank you.
Chị đi qua ha. Continental. Để bán, một số con hẻm nhỏ ở trung tâm Sài Gòn có treo tranh để bán như thế này. Ở trung tâm Sài Gòn gần những tòa nhà văn phòng có những con hẻm nhỏ, có những hộ gia đình bán cơm trưa thức uống cho những nhân viên làm việc ở khu vực này. Thank you.
Caravelle. Là thời điểm các nhân viên làm việc trong văn phòng được nghỉ để ăn trưa, họ đến đây để mua thức ăn và thức uống.